nút bánh gato, xe ô tô tự động khởi động. Mấy người định lên xe, nhưng nó bỗng nhiên tự chạy đi mất. Rusty vội vàng ấn nút lần nữa, xe liền bốc cháy. Thế này phiền phức rồi, mấy người bị mắc ở đây, cả nhà sụp đổ, bắt đầu trách móc Rusty. Rusty tức giận thật sự tiến lên vung chân đá. Bỏ cái cây ra là hòn đá cẩm thạch. Anh tức giận đá cái cây bên cạnh, lại đá vào chốt cứu hỏa. Lúc này có một chiếc xe tải lớn từ xa đi tới. Thôi xong rồi, Rusty bắt đầu bỏ chạy, nhưng người sao chạy thoát nổi chiếc xe to đó. Cửa xe mở, tài xế mặt hung dữ xuống xe. Anh ta không nói gì liền thò tay vào ngực. Thì ra khi bọn họ đi qua trạm đổ xăng, nhẫn của vợ anh đánh rơi ở đó. Người tài xế đuổi theo họ là để trả lại nhẫn. Ngồi trên xe buýt tiện đường tới điểm đích của chuyến đi lần này, cả nhà tới công viên Woolly World. Nhưng công viên phải xếp hàng, khu vui chơi người đông như kiến. Cả nhà chờ tròn 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng tới lượt họ rồi. Nhưng lúc này một người đàn ông giơ tay ra chặn. Anh ta lôi thẻ ra, thẻ bạch kim có quyền chen hàng. Bọn họ đã chờ 4 tiếng giờ lại công cốc. Rusty tìm người đàn ông có thẻ bạch kim để nói chuyện. Anh nói anh lái xe 2.500 dặm để đưa trẻ con tới chơi. Nhưng người đàn ông vừa nhìn đã nhận ra Rusty. Thì ra mấy ngày trước hai người có chút xích mích. Anh ta nói Rusty nói chuyện khó nghe, toàn nói mấy từ khiến người ta ngứa tai. Rusty tức giận lao lên tung nắm đấm. Hai người đàn ông bắt đầu lao vào đánh nhau. Chiến tranh giữa hai nhà chính thức bắt đầu. Con trai lớn vung nắm đấm đánh vào bụng dưới. Người con trai thứ hai nhổ nước bọt vào mặt đối phương. Mồm Rusty ăn cái tát méo miệng. Con trai giơ móng vuốt ra cào, nhưng bị cô gái cho ăn đấm. Nắm đấm của bà mẹ cũng rất mạnh mẽ. Cuối cùng gia đình nhà Rusty giành chiến thắng. Cả nhà thành công lên chuyến xe cuối cùng. Vẻ mặt bọn họ vô cùng hạnh phúc. Tàu siêu tốc khiến cả nhà hòa thuận vui vẻ. Bọn họ ngồi trên xe vui vẻ hò hét, cảm nhận sự kích thích và ấm áp gia đình. Nhưng tàu siêu tốc đi được nửa đường bị kẹt. Bốn người họ bị dốc ngược giữa không trung. Tóc của Debbie trông lại rất đẹp một cách kỳ lạ, cứ bị treo như vậy tới tối. Cuối cùng họ cũng được xuống. Chuyến đi lần này khiến cả nhà suốt đời không quên. Tuy xui xẻo vô cùng, nhưng tình cảm cả nhà càng gắn bó hơn. Nhiều lúc cả nhà cùng ra ngoài thư giãn, đó là chất xúc tác gắn kết gia đình lại với nhau. Tập của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh của chúng mình để không bỏ lỡ những điều thú vị sắp tới nhé. Bây giờ thì